kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình quay lúc sáng 6:30 sáng ở khu vực chợ Chợ Mỏm bán lẻ Đầu Mối mong quý vị đi mua cá. Cá xương xanh, cá ngừ có 40.000. Rau thì xèo. Bên kia bán thịt heo quý vị. Thịt heo thì xương á quý vị. Thấy người ta để xương 45.000. Xương thịt 50.000. Xương 45.000, xương thịt 50.000. Đuôi 55.000. Đủ là giá hết rồi gì? 45.000, 50.000. Là chân sau 50.000, chân trước 55.000. Bên đó họ bán sườn non 75.000. Đó là trước mắt những dập thịt ở trước đó, trên màn hình khán giả đang xem á. Đùi 50.000, đùi 50.000. Cập nhật cái giá thịt heo bán phía sau chợ Đầu Mối Hóc Môn nha quý vị. Thịt đùi 50.000, sườn non 75.000, sườn 45.000, sườn thịt 50.000, chân sau 50.000, chân trước 55.000, đuôi 55.000. Thấy ta đã vậy á, đã vậy mình đọc vậy. Thanh long 10.000 ký, dưa leo 10.000 đồng ký. Ở đây 2 ký nè, khổ qua 20.000 đồng ký nè, đậu que 15.000 đồng ký nè, khổ qua 10.000 đồng ký, khổ rừng 20.000 đồng ký, su 5.000 đồng ký, mớp 2 ký 15.000. Ồ, ban đủ thứ gia. Rồi, hai anh này chắc xong rồi. Ở đây là cá Quảng Ngãi quý vị, của hai anh em mình bán cá Quảng Ngãi. Rồi giới thiệu cho các bạn cá Quảng Ngãi, cá chuồng. Cá chuồng này là nhiêu ký? Cá chuồng 60.000 ký, còn cá đó, cá nhái 60, cá chuồng 60.000 đồng một ký. Cá nục này là 50. Cá hố 80.000, cá hố rau cạch chua hả? Cá hố rau kho lạc hả? Còn cá đó, cá nục xương 50, cá ngừ 50, còn cá kia là đó cá nó cầm lên là cá gì chua hết rồi hả? Cái bên đây nó của em, còn bên kia là khác nữa hả? Rồi muốn ăn cá Quảng Ngãi thì ủng hộ em. Có cá này kêu bạn cá gì đó hả? Không phải, con này á là kêu cá mú là con kia kìa. Nó là con cá mú nhưng mà nó nhỏ, đây là con cá mú. Con nhỏ nó mỏng mỏng ấy.
cái con này á, nó dòng họ của con Cám Mó á. Mó á, cái này nó kêu bó két bó gì đây nè. Ở bên kia bán sương xanh, cái sương xanh đó đó gì ba chiên rồi hết thảy luôn, 40.000 ký. Này làm khô sương xanh mà nó làm khô rồi hết tả luôn. Wow, ở đây có cá gì nữa nè. Rồi muốn mua cá. Ủa cá này cá gì vậy? Cá măng ếch hả? Động vô là nó đâm á hả? Mềm mềm. Nhiêu ký hả? 100 ký. Còn cá bự bự đó à? Hả? Cá rô biển nhiêu ký? 60. Rồi một con nó khoảng mấy ký? Con 3 bao ký. Giá chút nè. Cá đâu à? Cá rô biển hả? À. Tại tôi mua rồi, không phải mấy tôi mua thử con tôi ăn thử à. Tôi không thấy, phải thấy là tôi mua tình hình chợ thì vậy quý vị. Khu này ở đây ta bán hộp dịch quý vị, hộp dịch 28.000, 25.000 một chục có quý vị, hộp gà cũng vậy 28.000, 25.000, 32.000. Còn đây là hai người đẹp trang lành, thì ở đây em nó bán đậu bắp 10.000 đồng ký, đậu que 15.000 đồng ký. Lúc này mấy anh dí quá, em nó gom lại thu dọn nhỏ lại rồi, hết bài ra hết đẹp à. Gà ở đây cập nhật giá gà cho bà con, cánh gà 62.000, đùi gà 43.000, đùi tỏi 43.000, chân 50.000, chặt đùi mà sao 43.000 mà chân 50.000 ta, ức 46.000, lạ ha, biết chết liền luôn á. Gà ta 26.000 một chục, thấy bị lạ. Tiếp tục hôm nay mấy ảnh nè, à chân 48.000 đó quý vị, tim 55.000, 70.000, hành Ấn Độ, ồ hành Ấn Độ đây bán 35.000 luôn, tỏi Trung Quốc 45.000 luôn, tỏi tím nha, tỏi tím bán 70.000 luôn, vậy là tính ra mình bán cũng vẫn rẻ, tỏi cô đơn 80, hành tím đẹp 35 luôn, hành Trung Quốc 45 nè, hành tím bảy mình bán là 35, đây bán 45. Tỏi tím mình bán 65, đây bán 70, có ghi hình hết luôn, rất là đẹp. Đó, anh này anh bỏ đại giá đẹp à, tôm 160 à, 140 nè, cá chặt 100 nè, tôm càng 101 nè, nhỏ nhỏ nè, tôm càng xanh nè, cũng 101 luôn, tôm thẻ chân trắng 140 nè, mực tua mà tột 65.000 ký. Wow,
bóp, cá thu 1 ký 150. Vậy chứ bà con bán ở đây cái khu trên á, cái mảnh chặn chiếc xe đó quý vị, thì ta cũng hết dám bán. Hến 17.000 đồng lạng, 170.000 đồng ký. Còn hến, hến này nấu canh. Đây là cổng 3. Bán được tới cổng 3, tới cổng 2, cổng 1. Xe đô thị đậu cuối đường này nè quý vị, đầu đường, đầu đường số 4. Thì nó ngay đúng là sáng sớm á, thì kiểu mấy anh còn uống một phơi ăn sáng, chưa có đi dí bà con, thành ra cũng tranh thủ chút xíu vậy quý vị, buôn bán à, kiếm sống vậy đó. Cái chút nữa là cái đường này nó sạch mắt luôn, nó không còn ai hết á. Bên Bắc sạch hết. Gà ta nè, gà ta làm sạch 100.000 đồng con nè. Đây là giữa cá hai hậu, đối diện cộng 3. Video mình video cập nhật giá buổi sáng ha, buổi chợ sáng đến đây là kết thúc quý vị à. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.